Ngày 20 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang ra quân tổ công tác đặc biệt, triển khai lực lượng cưỡng chế các vụ lấn chiếm đất rừng, lấn chiếm đất do nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Tổ do ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang làm tổ trưởng, thành viên huy động toàn bộ hệ thống chính trị, gồm các sở ban ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc tham gia. Ông Lê Quốc Anh cho biết, thời gian gần đây tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Phú Quốc diễn biến phức tạp, tạo dư luận không tốt đến an ninh trật tự trên địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm nóng về lấn chiếm đất rừng, phá rừng trái pháp luật, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình không đúng quy định trên đất rừng, đất nông nghiệp và các hành vi vi phạm khác. Ngay trong ngày ra quân, các lực lượng chức năng xử lý vụ phá rừng quy mô lớn ở xã Cửa Dương, chặt bỏ toàn bộ cây trồng mà các đối tượng xấu cố tình trồng trên đất rừng, tái lập môi trường rừng.